Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm nay tôi quay cái video này để kêu gọi mọi người giúp đỡ một cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi vào nồi nước sôi. Thì có một cái video của chị gái của cháu bé đó thỉnh cầu cầu xin cộng đồng mạng là giúp đỡ cháu đó. Thì hiện tại là cháu đó đang được cứu chữa tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia L4. Đây là bố của cháu bé cung cấp thông tin là Bệnh viện Bỏng Quốc gia L4. Tôi cũng chưa kịp search trên Google xem nó như thế nào. Phòng 25 tầng 2 và lại phòng 3. Chắc là trên cái phòng đó nó chia ra các cái phòng nhỏ hay như thế nào đó. Đó thì cái tình trạng thì rất là nặng. Sau khi mà bị rơi vào nồi nước sôi, cái nồi đó, nồi chắc là cũng to, thì nấu xong rồi chuẩn mẹ đi ra giếng để lấy nước lạnh pha vào cho ấm để cho trâu nó uống, thì hai anh em giỡn nhau, em lùi lùi và bị rớt vào nồi nước. Thì em mới có 2 tuổi rưỡi thôi và bỏng rất là nặng, bỏng là gần như là từ chỉ còn có phần lưng trở lên đầu thôi, còn tay chân rồi ngực rồi là nói chung là bị bỏng rất là nặng, mà mình không dám đưa cái thông tin đó lên trên Facebook, bởi vì khi mà lên trên YouTube, bởi vì đi lên YouTube là YouTube không cho đưa những cái hình ảnh đó, rồi lại sợ là YouTube lại khóa luôn cả video đó của mình, cho nên là mình sẽ để tất cả những cái hình ảnh đó trên kênh, trên Facebook của mình. Mà tí nữa mình sẽ để đường link ở dưới cái video này để quý vị các bạn bấm vào đó thì xem các cái hình ảnh rất là đau lòng luôn, xem rất là thảm thương, rất là đau. Ai đã từng bị bỏng một ít ở tay ở chân đã thấy kinh khủng rồi, đây bỏng hết cả tay cả chân cả người, nhìn rất là khủng khiếp. Mà ai có con thì cũng thấy rất là xót xa. Nên nó có một cái dở là khi mà bị bỏng xong rồi ấy, thì người dân lại không biết cách sơ cứu, lại bảo gia đình vẩy nước mắm vào, cho nên là vẩy nước mắm vào thì nó lại bị nhiễm trùng, bây giờ nó bị hoại tử da rất là nghiêm trọng, quấn băng kín hết người. Trên ảnh có đó, chúng ta xem trên ảnh thì biết quấn băng trắng kín hết cả người. Và khi mà mỗi lần thay băng, bởi vì cháu nó còn nhỏ mà nên là nó đau, cho nên là mỗi lần thay băng thì bác sĩ phải gây mê thì mới thay băng được. Và mỗi lần thay băng như vậy là mất tốn hơn 2 triệu, không biết là 2 triệu mấy, bởi vì đây là lúc sáng nghe chị họ gọi là gì á là nói lại với mình thôi. Còn chị ruột của em ấy thì mình có quay một đoạn chị ruột của cái em bé này, là một cô gái năm nay là 17 tuổi rồi. Thì chị ruột cô này có bỏ học xong rồi đi làm thuê cho một quán bún nhỏ ở Nha Trang đây. Đó, thì lúc sáng mình có chạy đến tận nơi mình hỏi tình hình, và mình có quay lại cái đoạn lời cầu xin của chị ruột của cậu bé này, là cầu xin cộng đồng mạng cứu giúp bởi vì nhà rất là nghèo. Thực ra thì cô bé này mình biết từ năm ngoái, nhưng mà mình chỉ biết là gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn như thế thôi, chứ mình không biết là nghèo đến cỡ nào đâu. Bây giờ mình chỉ biết là gia đình họ nghèo và rất là khó khăn khi mà con bị như thế. 5 ngày cứu chữa tại tỉnh Nghệ An thì chắc là không tiến triển hay là bị nặng như nào đó thì đã chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Thì sáng nay đọc trên Facebook thì bảo là Bệnh viện Bỏng Hà Nội, thì mình rất là nghi ngờ nó là Bệnh viện Bỏng Quốc gia chứ không phải là Viện Bỏng Hà Nội. Cho nên là để gọi lại lấy thông tin nó chính xác thì mình đã gọi điện cho mẹ của cháu bé, nhưng mà mẹ đang ngồi với cháu bé thì bố nghe điện thoại và bố trả lời mình là Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Đó, thông tin lại như thế để quý vị các bạn nắm được. Để ai có thể ủng hộ giúp cháu được thì chúng ta giúp, có thể là 50.000, 100.000 hay là bao nhiêu đó tùy vào tấm lòng của mỗi người. Hiện tại thì trên Facebook của mình thì đã có những người ủng hộ như thế này nè. Tôi sẽ đọc cho quý vị các bạn nghe. Có Trần Đăng Hậu là ủng hộ 500.000. Nguyễn Thị Thanh Hương là ủng hộ 100.000. Trần Kim Dung là ủng hộ 200.000. Trần Kim Dung là chuyển thẳng vào tài khoản của bố cháu bé. Đặng Công Thắng là ủng hộ 4 triệu. Anh Đặng Công Thắng là ủng hộ 4 triệu và chị Lê Thanh Tú là ủng hộ 300.000. Thì đây là những người chuyển vào tài khoản tôi. Còn có một người chuyển vào tài khoản bố cháu, nhưng mà thông qua cái kêu gọi của tôi trên Facebook của tôi thì họ cũng có nhắn cho tôi là đã chuyển như thế. Thì tôi đọc để mọi người biết. Còn ai chuyển bao nhiêu thì cái số tiền này sẽ được công khai và sẽ trao, có thể là trao. Có thể tôi sẽ nhờ học trò tôi đến tận bệnh viện để trao, nếu mà học trò tôi đến được, bởi vì học trò ở Hà Nội thì cũng nhiều, nhưng không biết là cuối năm thì có bận không, tôi cũng chưa gọi điện hỏi.
Đó là giải pháp tốt nhất. Còn nếu không thì tôi sẽ gửi cho chị gái của cháu bé ở đây. Nhưng mà khả năng là tôi sẽ nhờ các học trò của tôi ở Hà Nội đến để chuyển. Thì cái cách nào cũng được. Nhưng mà đại khái là chúng ta giúp được thì chúng ta giúp, ít của ít lòng nhiều. Tôi cũng không biết là phải nói như nào, bởi vì tiền tôi thì nó cũng giới hạn, chứ không thể là đi giúp được tất cả mọi người trong thiên hạ được. Mình cũng đi giúp khá nhiều người, nhưng mà mỗi người mình chỉ giúp được một ít thôi, bởi vì cái tiền của mình, năng lực của mình, cái khả năng tài chính của mình nó chỉ có vậy, mình không thể nào là giúp được tất cả mọi người. Thì ai mình cũng muốn giúp cả. Nói chung là ai mà, quý vị các bạn cũng vậy thôi, ai mà có lòng thương người thì nhìn thấy những cảnh như vậy rất là thương. Thương cái tính mình nó hay thương mà hay suy nghĩ nữa. Trưa về mình không ăn cơm được luôn. Thế lúc nãy vừa nhờ người nhà là ra mua giùm cho cái bánh tí nữa ăn. Mình rất hay suy nghĩ chuyện của người khác, nhưng mà nó mình mà đã suy nghĩ là làm mất ăn mất ngủ, cái bệnh của mình do cái tính cách của mình nó hay suy nghĩ như vậy. Còn mà những ai mà không có tiền mà có tấm lòng á, thì chúng ta có thể chia sẻ cái video này của tôi đến với nhiều người biết được thì chắc chắn là sẽ có người ta giúp được. Giúp nhiều giúp ít, như thế cũng là cách mà chúng ta giúp ngược rồi. Có tiền giúp được là tốt, mà không có tiền chúng ta chia sẻ video cũng là tốt. Chứ gần Tết thì ai cũng bận cả thôi, vì làm như này là mình lại thêm công thêm việc ra, vì mình đang rất nhiều việc. Nhưng mà rồi mình từ sáng đến giờ là mình không đi được đâu luôn, mình phải ngồi đăng Facebook rồi viết ghi chép lại danh sách rồi trả lời tin nhắn của mọi người, chứ không có thời gian để đi đâu. Cho nên là ai giúp được thì chúng ta cố gắng giúp cháu càng sớm càng tốt. Quý vị các bạn nhớ chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi cũng như để giúp đỡ được nhiều người. Lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị, tôi có nhận được cái thông tin ở cháu bé hơn 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi hả? Bị rơi vào nồi bốc sôi và bỏng, hiện nay đang cấp cứu ở bệnh viện Hà Nội, không biết là bệnh viện Trung ương hay bệnh viện bỏng quốc gia hay là bệnh bỏng Hà Nội gì đó, để tí nữa hỏi lại thông tin. Thì chị đây là chị ruột của cháu bé, chị đang làm cho một cái quán bún ở Nha Trang. Thì mình nói chuyện với chị một tí xong rồi mình sẽ xin các hình ảnh ở Hà Nội để gửi cho quý vị và các bạn xem. Lúc nãy đi quên mang theo mic cho nên là tiếng có thể nó hơi nhỏ tí, mình sẽ chỉnh lại cho quý vị và các bạn. Tình hình của em ấy như thế nào thì em nói tình hình dạ, của con em. Con là chị của em Nguyễn Trọng Quân, 2 tuổi rưỡi ạ. Ở trú tại xóm 1, xã Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An ạ. Bây giờ con cầu xin mọi người là chung tay giúp đỡ gia đình con với ạ. Bởi gia đình con là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chi phí không đủ điều trị cho em. Em bị bỏng nặng, không có đủ chi phí để điều trị ạ. Em con nhập viện ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện Nhi Đồng Nghệ An, nhưng mà được người ta chuyển ra bệnh viện bỏng Hà Nội ạ, bởi vì tình hình quá nặng. Em con bị bỏng là đặc biệt là phần lưng với phần tay chân đều bị bỏng hết ạ. Em cứ bình tĩnh nghe nói theo cái tình trạng là đang bị hoại tử ở phần lưng ạ. Cần một chi phí điều trị rất là lớn. Con cầu xin mọi người hãy đồng lòng ra tay giúp đỡ gia đình con vượt qua hoàn nạn khó khăn này với ạ. Hiện tại cháu Hoài đang rất là xúc động để mà nói được cái... Thực ra thì mình rất là xót xa vì gần Tết là mình rất là bận, nhưng mà nhận được cái thông tin như vậy thì mình cũng chạy ra để gặp, để xem là mình tiền thì mình cũng không có nhiều, mình chỉ hỗ trợ được ít thôi, thì mình kêu gọi xem là cộng đồng mạng anh em có ai hỗ trợ được gia đình cháu thì hỗ trợ, bởi vì cái nồi nước cũng to, nấu để cho trâu pha cho trâu uống, nhưng mà hai anh em lại đi đùa nhau rồi là em lùi rồi ngã vào cái nồi nước cũng to, thành ra là bây giờ bỏng rất là nặng, phần lưng thì đang bị hoại tử rồi. Gia đình rất là nghèo, bởi vì em ấy là phải bỏ học bây giờ đi làm thuê như này quý vị. Nói chung là đi làm ở một cái quán bún ở nhỏ ở Nha Trang. Đó, mà gia đình thì rất là nghèo, rất là khó khăn. Để mà chữa chạy thì chắc là hết nhiều tiền chứ không phải ít. Thì riêng cái thay băng cho bé mỗi lần là hết hơn 2 triệu hay sao. Mà khi thay băng thì phải gây mê rồi mới thay băng được. Nói chung là chúng ta chỉ bị bỏng nhỏ ở tay ở chân thôi đã thấy tội rồi, đây nó bỏng gần như là toàn thân. Thì mình sẽ cung cấp cái hình ảnh cho quý vị.